Vâng, chào các bác yêu thích đam mê bẫy chim đêm trên mọi miền Tổ quốc. Thì lại một cái video giới thiệu về những cái tay lưới mà bên shop mới làm xong trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Quay trực tiếp cho các bác xem này. Rất là nhiều lưới nhá. Ngoài những cái đơn hàng mà đã đóng gửi buổi sáng ngày hôm nay thì đây buổi chiều bên shop nhà em nhân viên lại tiếp tục đóng để gửi hàng cho các bác kịp thời vụ. Ngoài lưới dễ run ra thì bên shop còn lưới 7 phân và 8 phân các bác nhá. Trong cái video ngắn này thì em sẽ giới thiệu các bác cái dòng lưới Nhật. Cái dòng lưới này thì cũng rất là ít mà bác sử dụng vì giá thành của nó rất là cao. Nhưng mà khi các bác sử dụng một lần rồi thì các bác muốn mua để sử dụng lại rất là nhiều các bác nhé. Đối với cái dòng 8 phân lưới Nhật này thì các bác có thể đánh tổng hợp từ tu hú, đánh sâm, đánh trích là các bác cũng có thể sử dụng được các bác nhé. Lưới thì ở thời điểm này thì bên shop làm những cái tay lưới Nhật này rất ít. Có khách hàng đặt thì bên shop mới làm các bác nhé. Vì cái dòng lưới này là thuộc cái dòng lưới cao cấp, nên là khi các bác sử dụng thì các bác đánh những cái con chim nó đạt kinh tế rất là cao, nên là các bác mới sử dụng các bác nhé. Đấy, ví dụ như đối với cái dòng lưới này thì các bác có thể là đánh sâm 100 con thì là bắt được cả 100 các bác nhé. Đấy, lưới Nhật này. Các bác nào mà đã sử dụng cái dòng lưới Nhật này bên shop nhà em mà khi mà xem được cái video em giới thiệu thì hãy để lại bình luận và đánh giá cái sản phẩm các bác nhé, để lấy thêm tương tác. Và khi các bác mua hàng lần tiếp theo thì bên shop sẽ có chính sách giảm giá rồi hỗ trợ các bác những cái phụ kiện để các bác đánh chim đêm. Thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì sản xuất được 10 tay lưới này. Thì các bác ở khu vực như là trong Thanh Hóa, Nghệ An ấy, ở gần những cái đầm ấy, các bác đặt mua để đánh sâm. Còn khu vực miền Bắc mà khi mà các bác đánh ở đồng ấy, thì sâm nó chưa về đâu các bác nhá. Sâm chủ yếu là nó sống ở những cái đầm. Cái đầm ví dụ như đầm sen, những cái đầm nước ấy là sâm nó sống rất là nhiều. Đặc điểm của con sâm này thì giá trị kinh tế đem lại rất là cao. Ví dụ như khi mà các bác sử dụng những cái tay lưới mà hải lợi hoặc là những cái tay lưới rẻ tiền ấy, các bác đánh mà nó sổng 1-2 con thì rất là tiếc. Nên là các bác nên khi mà đánh những con sâm này thì nên đầu tư lưới chuẩn, hàng đẹp và lưới nó rất chắc chắn nhá. Lưới này thì nó khác với các dòng lưới khác là khi các bác sờ tay vào lưới hải lợi hoặc là lưới thái thì nó không mút tay bằng cái sản phẩm lưới Nhật này đâu các bác nhá. Các bác cứ sử dụng rồi thì các bác biết rất là bắt tay. Lưới thì khi mà các bác nhận, các bác kiểm tra hàng thì lưới không bao giờ chạy mắt các bác nhá. Lưới không bao giờ chạy mắt. Diềm túi thì bên shop đã chia sẵn cho các bác rồi. Về là các bác chỉ việc đánh thôi các bác nhé. Hôm nay thì em làm khổ 50m để gửi cho hai bác khách, một bác ở Quảng Ninh và một bác ở Thanh Hóa, để các bác đánh những con sâm. Thì khi mà các bác mua lưới, đặt lưới này thì các bác phản hồi lại rất là tốt các bác nhé. Và những cái con sâm này thì nó ở rìa biển ấy, những cái đầm ở rìa biển ấy hoặc là những cái đầm nước rộng ấy thì nó sống rất là nhiều. Và các bác đánh thì đem lại giá trị kinh tế rất là cao các bác nhé. Rất là cao. Thì ngoài lưới đánh sâm ra thì bên shop vẫn còn rất là nhiều những cái loại lưới. Một cái xưởng sản xuất lưới lớn, hàng ngày ra hàng nghìn mét lưới. Nên là lưới thì đủ phục vụ cho các bác mua sỉ cũng như là mua lẻ các bác nhé. Trong 2 ngày vừa qua thì bên shop đóng rất là nhiều những cái tay lưới dễ run. Ở thời điểm này thì các bác đánh dễ run, đánh chân hương, đánh tê tê rất là nhiều. Có những đơn hàng đặt đến 70-80 tay lưới dạ run để các bác về các bác chia bãi để các bác chia nhau đánh các bác nhá. Lưới rất là nhiều, lưới thì hàng rất là chuẩn. Đấy là những phản hồi của khách. Bác nào mà xem được cái video em giới thiệu sản phẩm lưới ngày hôm nay mà cần mua những cái phụ kiện đánh chim đêm cũng như là mua lưới thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video các bác nhá. Hàng thì bên shop gửi đi hàng ngày rất là nhiều. Và khi mà các bác nhận hàng thì các bác được kiểm tra trước khi thanh toán, đếm đủ số lượng, chất lượng. Đấy, chất lượng khi sản phẩm gửi tới thì các bác mới phải thanh toán các bác nhé. Một video ngắn giới thiệu về những cái tay lưới đánh chim đêm đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.